Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô máy câu Nhật bãi muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một máy là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Sau đây mình xin giới thiệu con máy số 1. Con máy số 1 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Day Spin 2 nha. Con này là một con không in tem xuất Nhật nha các bạn. Ngoại hình thì mình thấy khoảng là 85-90% nha. Rất là sáng và mới, tay quay thay đổi trái phải. Radio là 15.5 nha các bạn. Cước số 2 mình vào được 130m nha, xa máy 1.500. Lăng sáng, có sẵn cuộn cước luôn nha các bạn, cước rất là mới. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút là gập lại nha. Máy chạy rất là mượt luôn. Và con máy số 1 này có giá là 130k nha các bạn. Một con xuất Nhật không in tem nước nha. Số 1 130k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con số 2. Con số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Longcat nha các bạn. Longcat EF30B. Dòng này thì rất là bền luôn nha. Con này là một con của Hàn Quốc Korea. Radio là 14.3 nha các bạn. Tay quay thay đổi trái phải. Lăng sáng nha các bạn. Lăng sáng. Con này cứ 1.5 mình vào được 180m, xa máy là 1.500 nha, xa máy 1.500, ngoại hình sáng đẹp. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Máy chạy rất là mượt luôn. Và con máy số 2 Longcat này có giá là 220k nha. Máy số 2 220k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 3. Con máy số 3 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Ryobi nha các bạn. Ryobi Long Master 1000. Radio của nó là 15.1. Con này là một con nội địa Nhật nha các bạn, không in tem nha. Dòng Ryobi nội địa Nhật. Ngoại hình chi tiết của máy nè các bạn. Tay quay thì mình thay đổi trái phải luôn nha. Thông số của nó là cước số 2 mình sẽ vào được 190m nha các bạn. Cước số 2 mình vào được 190m, sai máy là 2000. Lăng đá sứ. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Nắp thì có chữ Ryobi luôn nha. Tay quay gập nha, mình bấm nút là mình gập lại. Sử dụng mở ra thôi. Máy chạy nha các bạn. Máy chạy rất là mướt luôn. Và con máy số 3 này có giá là 220k nha. Máy số 3 220k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 4. Con máy số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Olympic nha các bạn. Một con Olympic nha các bạn. Con này là một con Olympic của Japan nha các bạn. Ngoại hình chi Olympic 200 nha các bạn. Con này có radio là 15.13 nha. Cước số 4 mình vào được 160m, xa máy là 4000 nha các bạn. Ngoại hình chi tiết của máy có trầy xước ở một số điểm nha các bạn. Tay quay thì mình thay đổi trái phải. Lăng sáng, cối sáng nha các bạn. Phần cối, cối sáng nha. Tay quay thì nó bị tróc sơn nha các bạn. Gạt cước, hoạt động tốt nha các bạn. Phần nắp. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Đây, ngoại hình chi tiết của máy. Tay quay là mình kéo tới mình gặp lại nha. Mình kéo cái này tới, xong mình gặp lại thôi. Sử dụng thì mình thả ra nó tự búng ra nha các bạn. Tay quay thay đổi trái phải được luôn. Xa máy là 4000 nha các bạn. Cước số 4 thì vào được 160m. Máy chạy nha. Máy chạy rất là đã luôn các bạn. Dòng này nhỏ nhưng mà kéo cá khỏe nha các bạn. Và con máy số 4 này có giá là 320k nha các bạn. Con này của Japan nha. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 5. Con máy số 5 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy mới nha các bạn. Apollo nha. AO5000, một con máy mới. Một con máy mới của China nha các bạn. Ngoại hình chi tiết của máy. Tay quay thay đổi trái phải.
chạy hai bạc đạn nhé bạn, chạy là chạy hai bạc đạn. Thông số của nó ratio là 14.7, cước 0.44 mình vào được 150m nha, size máy là 5000. Lăng sáng, gạt cước màu đỏ nha bạn, rất là dày luôn. Gạt cước hoạt động tốt nha bạn. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Con này rất lợi cho mình luôn nha, có cước mới luôn, mình về mình câu luôn, rất là khỏe. Tay quay thì thay đổi trái phải. Tay quay là tay quay gập nha bạn, tay quay gập. Mình bấm nút gập lại. Tay quay rất là đẹp. Máy chạy nha. Dòng này chạy rất là êm luôn các bạn. Và con máy mới số 5, máy mới China này có giá là 220k nha, máy số 5 220k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 6. Con máy số 6 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy mới luôn nha các bạn. Nhưng mà con này là con màu vàng. Con này là con Apollo AO 5000 luôn nha. Đây. Máy mới China. Tay quay thay đổi trái phải, size máy là 5000. Thông số thì ratio là 14.7, cước 0.44 vào được 150m, size máy 5000 nha các bạn. Lăng sáng, gạt cước màu vàng nha. Rất là dày và chắc. Gạt cước hoạt động tốt nha bạn. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Tay quay là tay quay gập nha. Đây, có màu vàng đây rất là xinh. Máy chạy hai bạc đạn nha bạn. Máy chạy rất là êm mượt luôn. Có sẵn cước cho mình câu luôn nha. Có sẵn cuộn cước mới trong này cho mình câu luôn. Và con máy mới China số 6 này có giá là 220k nha bạn. Máy số 6 220k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 7. Con máy số 7 mình muốn giới thiệu là một con Olympic nha bạn. Olympic rất là xinh luôn á các bạn. Olympic. Olympic Himekano 2E nha. Một con máy màu xanh. Rất là dễ thương. Tay quay mình thay đổi trái phải nha bạn. Máy sáng và đẹp. Lăng sáng nha. Con này có ratio là 15.13 nha bạn. Cước số 4 vào được 160m. Size máy là 4000 nha. Cân nặng của nó là 340g. Cối sáng bóng luôn nè các bạn. Phần cối sáng bóng luôn. Mọi hình máy sáng đẹp, rất là đẹp luôn. Phần tay quay thiết kế cũng rất là xinh. Đây các bạn. Tay quay sáng bóng nha bạn. Phần nắp. Con này thì rất là đẹp luôn. Ai mà sưu tầm thì chắc là phải có con này rồi. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha bạn. Size máy là 4000. Máy dòng này nhỏ nhưng mà kéo cá rất là khỏe nha. Đây, tay quay thì mình kéo tới nha bạn. Mình kéo tới như thế này thì mình gặp lại mình cất, mình di chuyển á các bạn. Xong rồi khi nào mình sử dụng thì mình kéo ra, mình vặn lại là được. Đây, mình vặn lại chặt lại là được nha các bạn. Máy chạy, nghe tiếng máy chạy rất là đã luôn. Và con máy số 7 này có giá là 550k nha các bạn. Một con Olympic Japan nha các bạn, 550k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 8. Con máy số 8 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con của Daiwa nha. Daiwa Regat S2500T. Con này là con của Nhật luôn nha các bạn, made in Japan. Ngoại hình máy thì mình thấy rất là sáng đẹp nha. Chỉ có trầy sức nhẹ chỗ này thôi, còn lại là rất sáng đẹp luôn. Tay quay thay đổi trái phải. Tay quay thay đổi trái phải nha bạn. Lăng sáng bóng luôn. Cối sáng. Cước số 3 mình vào được 150m nha các bạn. Size máy là 3000. Ngoại hình rất là đẹp. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha bạn. Tay quay là tay quay kim loại nha. Mình bấm nút là mình gặp lại thôi, sử dụng mở ra. Máy chạy nha bạn. Rồi, nghe tiếng chạy của dòng này rất là đã luôn các bạn.
Và con máy số 8 của Japan Daiwa này có giá là 600k nha. Máy số 8 600k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 9. Con máy số 9 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Shimano nha, Shimano Alet XT2000. Con này là con Malaysia xuất Nhật nha các bạn. Ngoại hình thì mình thấy cũng khoảng 85%. Chạy là chạy tới hai bạc đạn luôn nha các bạn, chạy hai bạc đạn còn có cả ABS nữa nha. Cối là cối kim loại, dày và chắc chắn luôn. Ngoại hình sáng đẹp lắm các bạn, màu xanh nữa. Nhìn rất là mát mắt luôn. Tay quay thì mình thay đổi trái phải, tay quay cán gỗ luôn. Ngoại hình rất là đẹp luôn nè các bạn. Lăn sáng bóng luôn. Cối rất là dày. Đây cước số 2 mình vào được 150m, size máy 2000 nha các bạn. Ngoại hình đẹp lắm các bạn ơi. Chỉ chạy sức nhẹ một tí chỗ này thôi, còn lại là sáng đẹp luôn. Giặt cước hoạt động rất là tốt. Một con máy sống lưỡi cào hoạt động tốt nha các bạn. Nhìn cái màu này cứ gọi là bị thích đó các bạn, nó đẹp quá. Tay quay thì tay quay gập, mình bấm nút cái mình gập lại. Sử dụng thì mở ra. Máy chạy nha các bạn. Đây, máy chạy rất là êm mượt. Dòng này còn có cả ABS nữa. ABS nha các bạn. Và con Shimano Alet 2000 này có ABS thì có giá là 600k nha bạn. Máy số 9 600k nha. Tiếp theo mình xin giới thiệu máy số 10. Máy số 10 mình muốn giới thiệu với các bạn là dòng Shimano nha bạn. Shimano Holiday Spin 6000. Dòng này thì rất là bền rồi. Cước số 6 mình vào được 150m nha các bạn. Cước số 650m, size máy 6000 nha. Con này là một con máy của Malaysia xuất Nhật. Ngoại hình các bạn. Đây cứ 6 150m. Ngoại hình sáng đẹp. Tay quay kim loại nha bạn. Tay quay kim loại. Tay quay thay đổi trái phải được luôn. Ngoại hình sáng đẹp. Lăn sáng bóng luôn các bạn. Nắp thì có chữ Shimano. Dòng này kéo cá rất là khỏe luôn nha. Và nó chạy rất là mướt nữa. Gạt cướp hoạt động tốt nha bạn. Một con máy sống lưỡi cào hoạt động tốt. Tay quay là tay quay gập. Mình bấm nút gập lại nè các bạn. Mình sử dụng thì mình mở ra. Tay quay thay đổi được trái phải luôn nha. Máy chạy. Máy chạy rất là mướt luôn các bạn. Nghe tiếng đã tai ghê. Và con máy số 10 này Holiday Shimano Holiday Spin 6000 có giá là 800k nha, máy số 10 800k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy 11. Con máy 11 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy của Hàn Quốc nha các bạn. Con này là một con máy của Hàn Quốc. Đây. Con máy của Hàn Quốc nha các bạn. Con này thì cước 0.25 mình vào được 150m, size máy là 3000 nha các bạn. Màu đỏ phối rất là đẹp luôn. Tay quay thì thay đổi trái phải. Ratio là 14.3. Lăn sáng bóng. Nắp nha các bạn. Con này size 3000. Gạt cước hoạt động tốt. Tay quay kim loại nha các bạn. Tay quay kim loại. Còn cái phần chỗ cái tay quay này nè các bạn, là ở đây nó có một cái tem dán á, mà nó bị rớt cái tem ở đâu thì mình không có biết nha. Nó rớt ở đâu bên Nhật rồi sao á. Đây. Con này rất là sáng đẹp luôn các bạn. Màu đỏ phối nữa, rất là nổi bật. Tay quay mình thay đổi trái phải. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi cào hoạt động tốt luôn nha các bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút thì mình gập lại nha. Sử dụng mở ra. Máy chạy. Máy chạy ok nha các bạn. Và con máy Hàn Quốc này có giá là 220k nha, máy 11 220k. Tiếp theo mình xin giới thiệu máy 12. Máy 12 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con máy ES200 nha bạn. ES200. Con này là một con máy không in tem xuất Nhật. Cối là cối kim loại nha. Tay quay thì thay đổi trái phải. Tay quay thay đổi trái phải nha các bạn. Lăn sáng. Con này cước 2.5 mình vào được 170m. Size máy là 2500 nha các bạn. Ta máy 2500, ratio là 15.3. Cối kim loại.
và cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt nha bạn. Tay quay là tay quay gập, mình bấm nút gập lại thôi. Sử dụng mở ra. Máy chạy nha. Máy chạy ok nha bạn. Và con máy 12 này có giá là 150k. Máy 12 150k. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của mình 0931 342 766 hoặc là Zalo số điện thoại đó luôn nha các bạn. Xin chào các bạn.